Hello, chào tất cả anh em, chào mừng mọi người đến theo của mình. Chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là Top 10 chai nước hoa có mùi hương Gourmand xuất sắc theo quan điểm cá nhân của mình. Mùi hương Gourmand nói một cách đơn giản đó là những cái mùi hương nó liên quan đến ẩm thực, đến đồ uống mà chúng ta thường hay tiếp xúc hàng ngày. Đó có thể là một miếng bánh ngọt, đó có thể là một ly cà phê sữa, vân vân. Và tất cả những chai nước hoa nào mà có cái mùi hương giống với những cái ẩm thực mà chúng ta thường hay tiếp xúc hàng ngày thì chúng ta gọi đó là mùi hương Gourmand. Và trong video của mình ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em top 10 chai nước hoa có cái mùi hương ẩm thực mà theo cá nhân của mình là rất là xuất sắc và rất là ok, và các anh em hoàn toàn có thể tham khảo nếu như chúng ta muốn tìm một cái mùi hương ngọt ngào, quyến rũ, một chút gì đó cà phê, một chút gì đó chiếc bánh ngọt đó. Nếu như chúng ta ưa thích cái mùi hương ngọt ngào thì video của mình ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em 10 chai nước hoa là như thế. Ok, let's go. Ở vị trí số 10 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em đó là Rochasman. Đây là một mùi hương cappuccino với cái mức giá rất là dễ chịu, rất là dễ gây vừa lòng cho các anh em. Bất kỳ ai mà yêu thích cái hương vị cappuccino đến từ nước Ý và chúng ta muốn tìm một cái chai nước hoa nào có cái mô tả, mô phỏng lại gần giống với hương vị cà phê đó thì Rochasman chính xác là cái chai nước hoa như thế. Và mình xin nhắc lại là nếu như các anh em nào có ý định sở hữu chai nước hoa này thì chỉ nên dùng vào buổi tối, bởi vì cái gì cũng có cái hai mặt của vấn đề. Mặc dù mùi rất là thơm, rất là dễ chịu khi mà ngửi, thế nhưng mà hiệu năng của chai nước hoa này thì rất là kém. Do đó nếu mà chúng ta sử dụng vào buổi tối thì rất là ok, còn để ban ngày thì là không. Đó. Ở vị trí số 9 đó là một sản phẩm của nhà Banana Republic và nó có tên là Dark Cherry and Amber. Đây là một mùi hương kết hợp giữa quả cherry và một chút ngậy giống như kem. Đó là cái cảm nhận của mình khi mà ngửi về mùi hương của chai nước hoa này. Nó giống như khi mà chúng ta vào những cửa hàng kem tươi và chúng ta nhâm nhi thêm một quả dâu tây thì cái mùi hương này nó cũng gây một cái cảm giác đúng như thế. Tất nhiên thì nó sẽ hơi bị thiên về nữ. Do đó nếu như các anh em nào cần tìm một cái mùi hương nó thuần về nam tính thì Dark Cherry and Amber mình không nghĩ rằng là một cái sự lựa chọn chính xác. Thế nhưng nếu như các anh em nào yêu thích cái dạng một dạng kiểu hơi thiên một chút về nữ tính thì Dark Cherry and Amber lại là cái mùi hương khá là thú vị. Do đó các anh em nếu mà yêu thích một cái mùi hương một dạng kiểu như là 50-50 thì sản phẩm của nhà Banana Republic là một cái sự tìm hiểu cũng rất là ok. Một cái vị kem mix cùng với quả cherry, đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Ở vị trí số 8, một sản phẩm của nhà Monte, Chocolate Gritty. Nghe cái tên này thì chúng ta cũng đều đã biết đó là mùi hương của chai nước hoa này là như thế nào. Một cái vị sô-cô-la rất là ngọt, rất là bám rất là tốt. Thông thường thì tất cả những sản phẩm của nhà Monte bao giờ cũng thế, bám rất là tốt, tỏa rất là dữ dội. Và với cái mùi hương rất là giống với hương vị của chocolate, sô-cô-la thì anh em nào hoặc chị em nào ưa thích mùi hương ngọt ngào sexy thì Monte Chocolate Gritty cũng là một cái sự lựa chọn khá là thú vị. Ở vị trí số 7 có một sản phẩm của nhà Gotland và nó có tên là Lone Idea. Nếu như các anh em nào muốn biết cái mùi hương này là như thế nào thì chúng ta hãy thử mua một chiếc bánh ngọt, bánh kem chẳng hạn, và nó có một cái chút hạnh nhân ở bên trong thì mùi hương của chai nước hoa này cũng mang lại một cái cảm giác có thể là 60-70% giống như thế. Khi mà xịt chai nước hoa này chúng ta sẽ giống như một chiếc bánh hạnh nhân ngọt ngậy vừa đủ, rất là ấn tượng khi mà ngửi và không bị đụng hàng với bất kỳ một chai nước hoa nào. Do đó nếu như mà các anh em yêu thích một cái mùi hương Gourmand và không bị đụng hàng mấy thì Gotland Lone Idea bản EDT là cái chai mà mình muốn giới thiệu cho các anh em. Ở vị trí số 5 vị trí số 10, 19, 8. Vậy, ở vị trí số 6, một sản phẩm của nhà Kilian và nó có tên là Black Phantom.
Chai nước hoa này mở đầu là một chút rượu và cuối cùng là một cái hương vị sô-cô-la tươi, rất là nhẹ nhàng, rất rất là... Nếu như mà các chị em nào mà xịt thì nó một cái gì đó nó rất là nhẹ nhàng, thanh thoát đó. Và một mùi sô-cô-la rất là dễ chịu khi mà ngửi, cũng là một trong những cái sự lựa chọn khá là thú vị nếu như mà chúng ta muốn mua một mùi hương của Common đó. Mặc dù là mức giá của chai nước hoa này thì không hề là dễ dàng. Và vị trí số 4 là một sản phẩm của nhà Salvatore Ferragamo và nó có tên là Uomo, một mùi hương của bánh tiramisu. Nếu như các anh em nào mà hay đi ăn sinh nhật ấy, đó, hay được mời đi ăn sinh nhật thì chúng ta sẽ biết mùi bánh tiramisu nó như thế nào. Rất là ngọt ngào, rất là sexy và chỉ hợp sử dụng những ngày mùa đông lạnh. Còn nếu mà vẫn hơi ấm ấm thì thực sự xịt chai nước hoa này là hơi quá tay. Nhưng ví dụ như là với cái thời điểm những ngày đông đợt vừa rồi đang khá là lạnh chẳng hạn, thì Salvatore Ferragamo Uomo là một cái mùi hương cũng khá là thú vị khi mà xịt. Ở vị trí số 4, một sản phẩm của nhà Tiziana Terenzi và nó có tên là Ancontrasio. Lại là một mùi sô-cô-la chocolate rất là xuất sắc đến từ thương hiệu từ nước Ý này. Chỉ với nồng độ với 50ml thôi, thế nhưng mà độ bám tỏa mùi thì rất rất là lâu. Mình nghĩ rằng chỉ cần 1 đến 2 shot là quá đủ dùng cho cả ngày. Cộng thêm với một cái mùi hương rất là xuất sắc, đối với cá nhân của mình thì đây là một mùi hương xuất sắc về chocolate, rất là ok. Mặc dù vậy thì thương hiệu này có nghĩa nghĩ rằng không dễ mua ở Việt Nam, nhưng mà nếu như có thể thì các anh em hãy nên thử một chai về chai nước hoa này, cũng rất đáng về giá tiền nếu như chúng ta quyết định mua. Ở vị trí số 3, một sản phẩm của nhà Kenner và nó có tên là Airborne. Nếu như các anh em nào mà muốn thơm đó, thơm và như mật ong phết lên người vậy, thì Airborne chính là cái mùi hương như thế, rất là ngọt, rất là ngậy, rất là thơm, rất là thu hút. Đấy là tất cả những cái gì mình có thể nói về mùi hương chai nước hoa này. Bám tỏa rất là tốt nữa, không bị đụng hàm. Nói chung đây là một chai nước hoa mình đánh giá rất là cao. Nếu như các anh em nào mà yêu thích mùi hương ngọt thì Airborne cũng là một cái trải nghiệm thú vị. Vị trí số 2 đó là một sản phẩm của nhà Sagulutong và nó có tên là Umbo's Vani. Rất là đáng tiếc là mấy hôm trước mình có đặt mua một chai khác của nhà Sagulutong, đó là Jodopark. Ok, mình không, có thể là mình phát âm tiếng Pháp sai. Và đấy cũng là được đánh giá là một mùi gỗ đàn hương cộng với sữa, nếu như mình không nhớ không nhầm, rất là xuất sắc. Nhưng mà rất là đáng tiếc là đến hôm nay thì mình vẫn chưa nhận được chai đó, đưa hoa đó. Thế nên ở đây thì mình vẫn chỉ giới thiệu đến cho các anh em Umbo's Vani. Nếu như các anh em nào mà đã từng có dịp ghé vào những cái tiệm bánh nướng đó, và ví dụ như bánh matcha chẳng hạn, cái mùi hương của chai nước hoa này nó gây cho một cái cảm giác tương đồng như thế. Và mình nghĩ rằng xịt vào những ngày mùa đông, những chai có mùi hương như sản phẩm của nhà Sagulutong này thì rất là ok. Rất, nó gây một cái cảm giác thì nó rất rất là lạ khi mà ngửi đó. Và cuối cùng, vị số 1 chai nước hoa mình muốn giới thiệu đến cho các anh em, đó là một sản phẩm là bị discontinue, Valentino Uomo. Có thể gọi là đây là một chai nước hoa xuất sắc với hương vị của cappuccino. Rất rất ít chai nước hoa có thể vượt qua được cái sự xuất sắc của mùi hương này, kể cả là niche hay là những cái chai nước hoa đắt tiền. Mình nghĩ rằng sẽ không có nhiều chai nước hoa xuất sắc hơn Valentino Uomo. Nếu như có thể thì anh em hãy sở hữu cho mình một chai nước hoa của nhà Valentino. Mặc dù hiện tại thì mình nghĩ rằng nó chỉ là hơi khó thôi, bởi vì nó đã bị ngưng sản xuất. Thế nhưng nếu như có thể thì anh em hãy cố gắng sở hữu cho mình một chai nước hoa của nhà Valentino đó. Valentino Uomo. Đấy, ok. Thì vừa xong mình vừa chia sẻ đến anh em top 10 chai nước hoa với cái mùi hương Common theo cá nhân của mình là xuất sắc.
Mình rất hy vọng các anh em cảm thấy ưng với cái 10 gợi ý này của mình. Video của mình đến đây là hết. Hãy like và share nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, và đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.